ra ngoài phố để tránh những lây lan. Đừng đi ra ngoài phố để cách ly an toàn. Thành phố vắng chiều công viên tuần trước tuần này, tuần sau vẫn vắng người. Người không đi ngoài phố, thành phố vắng thênh thang. Người không đi ngoài phố, giữ cho nhau an toàn. Và nhớ đến lời khuyên rằng ở đó ngồi yên, dịch Covid hết liền. Thôi ta xa nhau từ đây, không dám đến bên nhau. Nếu lỡ không may sẽ lây lan đến cả họ hàng. Nên biết thân ở nhà, hãy cùng nhau ta tránh. Hết cơn dịch này sẽ trở lại bên nhau. Xin dừng bước dù có vướng đôi chân. Đừng nín ra ngoài phố, hãy ở yên trong nhà. Thành phố cũ người quen xưa còn đó ngày mai, ngày mai sẽ trở lại. Đừng đi ra ngoài phố để tránh những lây lan. Đừng đi ra ngoài phố để cách ly an toàn. Thành phố vắng chiều công viên tuần trước tuần này, tuần sau vẫn vắng người. Người không đi ngoài phố, thành phố vắng thênh thang. Người không đi ngoài phố, giữ cho nhau an toàn. Và nhớ đến lời khuyên rằng ở đó ngồi yên, dịch Covid hết liền. Thôi ta xa nhau từ đây, không dám đến bên nhau. Nếu lỡ không may sẽ lây lan đến cả họ hàng. Biết thân ở nhà, hãy cùng nhau ta tránh. Hết cơn dịch này sẽ trở lại bên nhau. Xin dừng bước dù có vướng đôi chân. Đừng nín ra ngoài phố, hãy ở yên trong nhà. Thành phố cũ người quen xưa còn đó ngày mai sẽ trở lại.